Em xin kính chào các quý thầy cô cùng toàn thể các khán giả đang xem video. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đàn Ngọc Trúc Anh, năm nay em 10 tuổi, đang là học sinh của lớp 46 trường tiểu học Tam Phước 1. Ngay từ khi còn nhỏ, em đã được nghe rất nhiều chuyện cổ tích do mẹ kể trước khi đi ngủ. Đó là lý do mà càng ngày càng lớn, em càng mê mẩn và thích đọc sách hơn. Khi lớn lên, em đã sưu tập được không ít các quyển sách hay như là chuyện cổ tích để em đọc sau những giờ học thật mệt mỏi, hay sách nấu ăn để em phụ giúp bố mẹ trong các bữa cơm, hay là quyển sách chuyện nhỏ to của con gái để em tham khảo tâm lý tuổi mới lớn như chúng em. Nhưng trong đó, em thích nhất là quyển 55 cách để tự tin. Đây cũng chính là quyển sách mà hôm nay em muốn giới thiệu để tham gia cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 với chủ đề cuốn sách tôi yêu. Quyển sách ngày hôm nay em giới thiệu có tông màu chủ đạo là màu xanh lá cây. Ở bìa trước của quyển sách được trang trí rất sinh động với hình các bạn nhỏ đang nói chuyện với nhau vui vẻ một cách đầy tự tin. Bên trên là tựa đề 55 cách để tự tin và ngay bên dưới là tựa đề bằng tiếng Anh. Góc trái của quyển sách có đề chữ nhà xuất bản Đại học Sư phạm. Bìa sau của quyển sách có để các cuốn khác của bộ sách này như những cách để 55 cách để sống tích cực hay 55 cách để kết bạn. Ở bìa trang cuối cùng của sách có ghi các bộ phận làm việc làm nên cuốn sách này gồm chịu trách nhiệm xuất bản giám đốc Nguyễn Bá Cường, chịu trách nhiệm nội dung tổng biên tập Đỗ Việt Hùng, chịu trách nhiệm bản quyền công ty Văn hóa Minh Long, biên tập Ứng Quốc Chỉnh, trình bày Hải Yến, bìa Trọng Kiên và sửa bản in Thiên Nha. Nội dung của cuốn sách này gồm có 55 phần với các tình huống và cách giải quyết giúp chúng ta rèn luyện sự tự tin. Sau đây là 5 phần mà em tâm đắc nhất. Phần đầu tiên đó là tin tưởng vào bản thân mình. Ở phần này em đã học được rằng bất cứ ai trong chúng ta đều có điểm mạnh riêng. Vì thế chỉ cần để ý và khám phá bản thân mình một chút sẽ biết được rằng mình sẽ có rất nhiều tố chất tốt. Từ đó sẽ trở nên yêu quý bản thân hơn và trở nên tự tin hơn. Tiếp đến là phần 2, đề cao lòng tự trọng. Ở phần này đã gửi gắm đến chúng ta là một người có lòng tự trọng là một người rất tự tin. Chỉ cần đề cao giá trị của bản thân mình, bạn sẽ có được một sự tự tin. Còn nếu như cứ nghĩ rằng mình thật thua kém ai đó thì bạn là một người không hề tự tin. Tiếp theo là phần 3, thể hiện sự thoải mái. Khi làm một việc gì đó, khi nói chuyện với một ai đó, chúng ta luôn luôn phải giữ thể trạng thoải mái nhất để có thể dễ dàng tự tin trả lời cái câu hỏi mà người đối diện đưa ra và dứt khoát làm việc. Chỉ khi thoải mái, chúng ta mới có thể tự tin. Tiếp theo đây, đó là phần 16. Phần 16, kiên nhẫn. Khi chúng ta muốn làm hoặc muốn đạt được một điều gì đó, chúng ta đều phải kiên nhẫn và bao dung. Kể cả trở thành một người tự tin cũng vậy. Chúng ta phải kiên nhẫn, rèn luyện tính cách mới có thể trở nên tự tin. Phần cuối cùng mà em tâm đắc nhất là giao tiếp bằng mắt. Khi nói chuyện hoặc giao tiếp với một ai đó, bạn cần phải nhìn thẳng vào mắt của họ. Điều đó nói với người đối diện rằng bạn tôn trọng họ và quan tâm đến đoạn đối thoại. Là một người tự tin, bạn luôn luôn phải chú ý vào mắt của người đối diện, tỏ ra rằng bạn thoải mái và không bối rối khi trò chuyện với họ. Lúc đầu, khi vừa mới về trường vào năm lớp 2, em vẫn còn rất xa lạ và bỡ ngỡ. Em rất rụt rè, em không hay vui chơi hay nói chuyện với các bạn. Nhưng từ khi em có quyển sách này, em đã trở nên hòa nhập hơn. Em biết được những điểm mà mình vẫn chưa hoàn thiện, em khắc phục và sau đó em đã có rất nhiều người bạn tốt. Bài dự thi của em đến đây đã kết thúc. Em xin chân thành cảm ơn các quý thầy cô và các khán giả đã xem và chú ý lắng nghe. Em xin kính chào ạ.